trận đấu thứ 3 liên tiếp kể từ vòng tứ kết. U23 Việt Nam phải thi đấu thêm thời gian của hai hiệp phụ. Và như vậy là chắc chắn các cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu tổng thời gian 630 phút ở giải đấu lần này, có lẽ cũng là một kỷ lục. Hiệp phụ thứ nhất đã được bắt đầu, và trong hiệp phụ đầu tiên, U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Văn Nhiếp. Hasumatov. Tiến Dũng. Rất kịp thời. Lỗi rồi. Pha phạm lỗi của Karamov. Sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã giúp được chúng ta không phải nhận bàn thua thứ hai ở trong hiệp thi đấu thứ hai, sau một cú dứt điểm rất nhanh căng ở cự ly gần của số 10 bên phía Uzbekistan là Sidikov. Tiến Dũng, thành công hợp lý. Xuân Mạnh. Cơ hội cho chúng ta, Phan Văn Đức. Văn Thành, không khó để Văn Thành cắt được quả bóng vừa rồi. Đức Trinh, Xuân Trường, đường truyền chính xác. Quang Hải. Quang Hải. Quang Hải. Hà Đức Trinh. Quả phạt góc cho các thủ Uzbekistan. Trong lúc chúng ta đang theo dõi lại pha quay chậm ở pha phạm lỗi vừa rồi của Hà Đức Trinh, thì đội bạn đã thực hiện một pha phản công nhanh. Cho tới lúc này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng hai quyền thay đổi cầu thủ. Những người đã được tung vào sân ở trong hiệp 2 là Hà Đức Trinh và Bùi Tiến Dũng. Pha đấm bóng của Bùi Tiến Dũng. Toàn bộ các cầu thủ chúng ta đã lui về để hỗ trợ phòng ngự. Tạ Văn Đăng chơi theo kiểu biết mình biết người. <cười>
Ganiev. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Như vậy là Tiến Dũng đã bị chảy máu. Tiến Dũng định nén nỗi đau để tiếp tục thi đấu, nhưng trọng tài Aboubakar yêu cầu Tiến Dũng bước ra để nhận được sự chăm sóc của các bác sĩ. Phan Văn Đức. Tìm cơ hội sút xa. Không vào. Anh Dũng có thấy không, ngay cả quay phim của trận đấu cũng khó để quan sát được hết đường bóng vì thời tiết với mưa tuyết dày và không kịp theo tình huống vừa rồi. Nhưng Tiến Dũng thì vẫn kịp quan sát để thực hiện một cú cản phá. Điều kiện thời tiết như thế này quả là rất lợi hại cho những cú sút xa. Ganiev là một trong những cầu thủ sút xa tốt nhất bên phía Uzbekistan. Lỗi rồi. Và phạm lỗi của Arusmatov, người đã mở tỷ số trận đấu. Không hiểu ông Khairov có những toan tính gì tiếp theo. Áp sát Quang Hải. Rất khéo. Quả đá phạt cho chúng ta. Quả đá phạt cho chúng ta. Chúng ta chờ đợi quả đá phạt này. Vị trí này có thể sẽ là một cú sút của một cầu thủ thuận chân phải. Rất khó để lấy bóng trong chân Quang Hải. Và có lẽ chỉ có phạm lỗi mới lấy được bóng trong chân của tiền vệ số 19 bên phía chúng ta. Nếu tôi không nhầm thì đây là vị trí mà Văn Thanh cũng đã từng ghi bàn. Tất nhiên chúng ta cũng có thể thực hiện một cú treo bóng vào trong một khoảng cách như vậy. Nếu Công Phượng ở trên sân thì đây sẽ là một vị trí đá phạt rất yêu thích. Trong điều kiện như thế này thì những tình huống cố định luôn mang lại rất nhiều hy vọng. Xuân Trường và Văn Thanh đang là những người đứng trước quả đá phạt của chúng ta. Xuân Trường không được. Đó là một tình huống phối hợp có ý đồ rồi, nhưng cú treo bóng vẫn là hơi sâu so với đà băng xuống của Xuân Mạnh. Tiến Dũng, Đức Trinh. Samrobekov. Phan Văn Đức. Có bốn cầu thủ của chúng ta bên phần sân của Uzbekistan quyết định dứt điểm. Hơi vội vàng, rất vội vàng. Đúng là trận đấu này thể lực của chúng ta phải đối mặt với một thử thách thực sự.
Nếu không phải là những cầu thủ trẻ thì đúng là chúng ta rất khó để có thể hồi phục thể lực nhanh như vậy sau những trận đấu vô cùng căng thẳng và kéo dài. Quãng nghỉ quá dài giữa hai hiệp cũng ảnh hưởng tới thể lực và các cầu thủ thậm chí còn phải ra khởi động để làm nóng người lại. Xuân Trường, Tiến Dụng, có vẻ như trọng tài sẽ dành cho Tiến Dụng một chiếc thẻ phạt. Tiến Dụng, Xuân Mạnh, Gan Nhiếp, hai cầu thủ sẵn sàng lấy đi không gian của đối phương, đó là cách chơi phòng ngự của chúng ta. Rất tốt, tình huống phòng ngự chủ động của chúng ta. Xuân Trường, lỗi rồi. Sự thay đổi cầu thủ bên phía Uzbekistan, Sunam Otakonov rời sân và vào sân là số 22 Abdi Solikov Bobia. Uzbekistan rút ra một cầu thủ phòng ngự để tung vào sân một tiền đạo. Bobia là một trong hai cầu thủ đã ghi bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam ở giải đấu giao hữu M150 Cup trên đất Thái Lan trước giải đấu này. Komilov, Silikov, Silikov, Ganyev, vắt bóng tự tin của Bùi Tiến Dũng. Xuân Trường, thể lực của chúng ta đã bị bào mòn. Phút thi đấu cuối cùng, hiệp phụ đầu tiên. Gan Nhiếp, Samro Bekov, Komilov, lại là một pha đọc tình huống rất tốt của Vũ Văn Thành. Xuân Mạnh, hết hiệp phụ đầu tiên,
đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Và đội bóng của chúng ta vẫn đang kiên cường trong một cuộc đối đầu với rất nhiều thử thách và nghịch cảnh, trên một đội bóng rất mạnh, trên một điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. Chắc chắn các cầu thủ chúng ta đang nhận được tình cảm vô cùng lớn lao của người hâm mộ. Và chúng tôi lại mới có thêm một tin vui nữa dành cho U23 Việt Nam, khi mà NPK Phú Mỹ, nhãn hàng thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, đã tuyên bố là sẽ thưởng 1 tỷ đồng cho đội U23 Việt Nam, và đặc biệt là mời toàn bộ thành viên ban huấn luyện cũng như các cầu thủ của U23 Việt Nam tại giải châu Á lần này sang Nga để theo dõi trận chung kết của World Cup năm 2018. Quả là rất tuyệt vời. Rõ ràng là với những gì đã thể hiện ở giải đấu năm nay, các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn xứng đáng với những phần thưởng mà người hâm mộ dành tặng. Chúng ta vẫn còn 15 phút nữa hoặc có thể hơn thử thách ở phía trước. Không thể tin được khi đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp các cầu thủ của chúng ta trải qua hơn 120 phút. Phải là một đội bóng có nền tảng thể lực tuyệt vời, ý chí bền bỉ mới có thể thi đấu được như vậy. Và chắc chắn như âm thanh Việt Nam, Việt Nam trên các khán đài cũng truyền thêm năng lượng cho các cầu thủ của chúng ta. Tất cả những phát biểu của các cầu thủ trước mỗi trận đấu thì đều có chung một thông điệp, đó là thi đấu hết mình vì người hâm mộ. Hiệp phụ thứ hai vừa được bắt đầu. Trong hiệp phụ thứ hai này thì các cầu thủ chúng ta bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Duy Mạnh, hai đội đã từng gặp nhau ở giải M150 Cup, giải đấu tiền AFF Cup 2018. Cơ hội cho chúng ta, Quang Hải. Quang Hải quan sát thấy thủ môn của đội bạn lên cao, và cũng dễ hiểu trong một điều kiện thời tiết như thế này thì mọi cầu thủ đều muốn phiêu lưu với những cú đá như vậy. Nhưng cũng chính vì điều kiện thời tiết như này và mặt sân xấu khiến cho cú sút của Quang Hải chưa đủ lực. Của Đình Trọng, Asumatov ngăn nhép, Sidikov quả đánh đầu rất hay của Đình Trọng. Abdi Solikov sau khi được tung vào sân là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của Uzbekistan. Có lẽ đây là một trong những cầu thủ khả năng đánh đầu tốt của Uzbekistan. Cú đánh đầu của Xuân Trường, chạm bóng kịp thời, đó là Hà Đức Trinh. Quá nhiều khoảng trống,
dứt điểm đã trúng vào Bùi Tiến Dũng. Zulaev, Xuân Trường, Zulaev. Không có gì. Pha bóng an toàn của Bùi Tiến Dũng. Sự thay đổi người tiếp theo của chúng ta. Cuối cùng rồi. Phan Văn Đức sẽ là người nhường vị trí cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Hy vọng là Hồng Duy tiếp tục thể hiện được phong độ giống như anh đã thể hiện ở trận đấu trước sau khi được tung vào sân. Hai đội đều đã thực hiện tối đa những quyền thay đổi người của mình. Đức Trinh, rất hay Đức Trinh. Chúng ta sẽ tập trung nhiều vào những tình huống tấn công ở bên cánh trái với sự xuất hiện của Nguyễn Phong Hồng Duy. Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, rất tốt Xuân Trường, như vậy theo quan sát của tôi thì Hồng Duy không đá bên cánh trái mà cầu thủ này đang chơi bên phía chết người bên cánh phải và có vẻ như chơi ngay phía sau Hà Đức Trinh. Quang Hải vẫn đang đá ở cánh trái. Tiến Dũng, mặt sân khiến cho tốc độ đi của quả bóng không còn nằm trong toan tính của các cầu thủ chúng ta. Chiếc thẻ vàng. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này có lời qua tiếng lại giữa Duy Mạnh và Tushinov. Trọng tài đã dành cho mỗi cầu thủ một chiếc thẻ vàng. Tình huống bóng hết sức hồi hộp và lo lắng, rất khó tìm, nó đang tạm qua đi Đức Trinh. Ganiev, Phạm Đăng Mốt. Đúng là những cầu thủ đã thi đấu quen ở điều kiện thế này. Có cảm giác cầu thủ Uzbekistan dù phối hợp bóng ở tốc độ cao nhưng họ vẫn giữ được thăng bằng rất tốt. Và cắt bóng của Tiến Dũng. Cú tà lồng rất hay của Quang Hải. Bùi Tiến Dũng. Lỗi rồi.
ràng ông Park Hang-seo hoàn toàn có lý khi tăng Tiến Dụng vào sân, bởi sự xuất hiện của Tiến Dụng đã tăng thêm chất cơ bắp cho các cầu thủ chúng ta ở tuyến giữa. Không được, bóng không tới vị trí của Nguyễn Phong Hồng Duy. Và treo bóng của Duy Mạnh. Đình Trọng. Rất khó phản sát bóng. Đường chuyền hơi mạnh. Quang Sò đã từng xếp Quang Hải đá vị trí có thể nói là trái kèo. Và hôm nay thì thêm Nguyễn Phong Hồng Duy. Gan nhiếp. Rất tốt. Đó là Văn Thanh. Rõ ràng thể lực của cao thủ Uzbekistan vẫn còn rất sung. Sát. Rất kịp thời. Lại làm cú sút xa. Không sao cả. Xuân Trường. Vẫn là Xuân Trường. Đường chuyển tới Đức Chinh. Hà Đức Chinh. Nguyễn Phong Duy di chuyển. Hồng Duy phía trong. Đức Chinh. Sớm hơn nè. Vẫn là Đức Chinh. Vẫn còn. Tuyến hai. Cơ hội. Xuân Trường bình tĩnh. Tiếp tục là Xuân Trường. Cú tạt bóng vào trong. Cái gì đâu? Wow. Một pha bay người đánh đầu của Hà Đức Chinh. Pha xử lý này của Xuân Trường là rất bình tĩnh. Không biết là bóng đã chạm được cầu thủ nào của Uzbekistan hay chưa? Có lẽ là chưa. Bóng đập đất. Rất tỉnh táo. Phút thứ 116 rồi. 4 phút nữa. 4 phút nữa là hiệp phụ thứ hai sẽ kết thúc. Thông Đa Múc. Chú rất mạnh, cực căng. Đội bạn đang làm tất cả để tìm kiếm bàn thắng. Đức Trình đang bị đau. Lên cho U23 Việt Nam. Đình Trọng. Xuân Trường. Duy Mạnh. Quang Hải. Quang Hải. Đường chuyền. Nguyễn Phong Hồng Duy. Đội bạn vẫn giữ một số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Đây mới là sự thay đổi người cuối cùng của Uzbekistan. Sinikov là người rời sân để nhường vị trí cho Sidorov. Sân rất cao, có thể trong ít phút tới Uzbekistan sẽ làm mọi cách để đưa bóng đến khung thành Bùi Tiến Dũng thật nhanh
đó là bằng những tình huống bóng dài, bóng bổng để tận dụng chiều cao của số 11 mới vào sân. Hồng Duy rất nỗ lực và đã đẩy lấy bóng cho chúng ta. Xuân Trường phá bóng tốt. Xuân Mạnh và phán đoán tình huống của Xuân Mạnh. Asumatov rất tốt, đó là Tiến Dụng. Uzbekistan tung Sidorov vào sân là có ý đồ rất rõ ràng bởi chiều cao tốt cầu thủ này. Như vậy là Uzbekistan đã có bàn thắng. Và đó chính là người mới được tung vào sân. Rất đáng tiếc cho chúng ta. Những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, các cầu thủ chúng ta đã chiến đấu tuyệt vời, nhưng đội bạn đã tận dụng tốt chiều cao của mình. Các bạn có thể thấy các cổ động viên vẫn hô vang Việt Nam, Việt Nam, hoàn toàn xứng đáng. Vì kết quả trận đấu này là thế nào thì chúng ta vẫn đang được chứng kiến những người hùng thực sự. Đó là một pha băng cắt dứt điểm rất nhanh của số 11 Sidorov. Cơ hội cho chúng ta. Như vậy là ông Abubakar đã nổi còi kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á. Và Uzbekistan là đội trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay. Nhưng với tất cả chúng ta, U23 Việt Nam vẫn là một nhà vô địch. Chắc chắn là như vậy. Xuân Trường cùng với các đồng đội đã chiến đấu tuyệt vời trong một trận đấu mà có quá nhiều nghịch cảnh dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Và một chút tiếc nuối nếu như chúng ta trụ vững được thêm một vài giây nữa thôi. Nhưng đó là bóng đá. Các cầu thủ sẽ rất mệt mỏi sau trận đấu này. Vì họ đã phải chiến đấu với hơn khả năng của mình trong một điều kiện quá khắc nghiệt. Ta rõ ràng vẫn hoàn toàn có thể tự hào với những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện ở giải đấu năm nay. Rất đáng tự hào. Rất đáng tự hào vì thực tế là khi bóng lăn tôi không thể nghĩ nổi là chúng ta sẽ đá thế nào
trong điều kiện như là trên sân khúc côn cầu trên băng như vậy, nhưng chúng ta đã chơi tuyệt hay. Tiến Dũng thậm chí đã nén đau để tiếp tục thi đấu. Và nhiều cầu thủ của chúng ta sau trận này sẽ rất mệt mỏi vì ngày hôm nay họ đã phải gồng lên. Trận đấu thứ 3 liên tiếp chúng ta phải trải qua hơn 120 phút thi đấu. Và các cầu thủ chúng ta sẽ vẫn trở về nước như những người hùng. Như những người hùng thực sự. Chúng tôi sẽ chào đón các bạn, những người hùng của bóng đá Việt Nam, với một chương trình bắt đầu từ lúc 11:30 ngày mai trên kênh VTV6, và cùng với đó là một gala để chào đón tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, được trực tiếp trên kênh VTV6 từ lúc 19 giờ. Và vẫn có rất nhiều những tin vui dành cho U23 Việt Nam.